Phải tập trung nha, cái này quan trọng lắm nè. Mình phải lên được cái ý tưởng bài giảng này cho thiệt là hay, thiệt là tâm đắc. À khoan, mình coi cái clip mới lên coi người ta coi làm sao, view như thế nào, view tốt nè, à có comment sao, cái gì à, sao cái gì cũng hỏi mình ý kiến của mình hết trơn vậy, má phải tự quyết đi chứ. À đây nè em, đó mà thấy chưa, nó phải vậy đó, vậy mới là cà khịa, mới là gắt. Công nhận mình đẹp trai mà mình cà khịa quá ha, mà công nhận mình đẹp trai thiệt đó chứ. Mình đẹp quá rồi, không biết có ảnh hưởng tới bài giảng của mình không ta. Đứa này sao mà có lối khác cao hơn, bái phục. Nhưng mà cũng có người vẫn chưa tin vào vẻ đẹp của mình. Mình phải kiên trì, mình phải kiên trì. Đúng rồi, cái này mình làm được 3 tháng rồi, chắc khoảng 2 tháng nữa là mình giải hết à, không sao đâu, được, cố lên Trí, mình phải làm được. Đó nữa nè, đó nè, cái con ruồi mất dạy này. Đó, chết mày với tao nha con, mày không có cho tao tập trung hả? Đồ ăn của tao, mày chết mày với tao nha con, chết. Con chết mày với tao nè. Thấy chưa, mày giận mặt với Quéo á mày. Mẹ nãy giờ làm gì ta? Tập trung. Cái đầu óc cứ nghĩ luôn ta lung tung bậy bạ sức à. Chuyện quan trọng mà không làm bậy bạ sức, tập trung đi, tập trung. Mình phải làm ra một cái bài giảng mà nó gắn liền với giới trẻ, phải không? Mình phải cảm nhận được cái giới trẻ. Giới trẻ, mình cần một cái cảm hứng gì đó. Một cái cảm hứng gì đó mà giới trẻ, đúng rồi đây. Oh shit. Here we go again. Được. Cái này mới là trẻ nè. Mình phải cảm nhận được. Phải cảm nhận. Dép. Má ơi, bừa bộn quá đi. Các bạn có bao giờ trải qua cái trải nghiệm tương tự chưa? Đó là lúc mà các bạn biết là mình cần phải giữ sự tập trung của mình để giải quyết một công việc gì đó rất nghiêm túc và quan trọng. Nhưng một cách kỳ diệu nào đó, đầu óc của các bạn nó chạy lung tung xoèn lên tất cả mọi thứ, lúc thì nghĩ về cái này, lúc thì nghĩ cái kia, rồi cái sọ này sọ nọ một hồi, và mình nhìn thấy là hey, công việc chẳng đâu vào đâu hết. Đã bao giờ trải qua trải nghiệm tương tự chưa? Và thẳng thắn đi, đó là thử thách rất lớn mà tất cả chúng ta ngày hôm nay đang đối diện, là làm sao để làm chủ được suy nghĩ của mình. Trước khi anh đưa ra câu trả lời và cái quan điểm mà nghiên cứu của anh về chủ đề này, thì ngay bây giờ anh muốn các bạn kiểm tra lại một chút xíu, là trong lúc các bạn đang xem cái video clip này của anh trên YouTube, các bạn đang làm gì? Các bạn đang tập trung xem nó, hay là đang vừa xem vừa học bài, vừa làm việc, vừa nấu ăn? Hoặc là nếu lúc này các bạn đang xem nó bằng PC hoặc laptop của mình, thì cho anh hỏi là các bạn đang mở bao nhiêu cái tab công việc trên browser của mình? Các bạn có đang mở Facebook không? Các bạn có đang mở email hoặc là một trang tin tức nào đó ngay lúc này hay không? Cho nên để ý nha các bạn, đó chính là thủ phạm tạo ra cái bi kịch và thử thách mà chúng ta vừa mới nhìn thấy. Thủ phạm đó được gọi là multitasking, thói quen đa nhiệm. Xin chào các bạn, mình là Trí, mình Mr. Quéo Ồ Ruây, ông thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến học viên Work Your Power. Xin chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của anh. Tháng vừa rồi, anh có một buổi livestream trên kênh của anh với chủ đề là làm sao để không suy nghĩ quá nhiều. Và anh chỉ nghĩ là anh chọn một chủ đề ngẫu nhiên để trao đổi với mọi người cho vui. Nhưng mà cái mà anh không ngờ đó là nó mở ra một chủ đề mà thực chất là một vấn nạn thời đại của thế hệ của chúng ta. Thẳng thắn nha, 30 năm về trước, cái ngày mà anh còn bé, thì thậm chí những đứa trẻ còn lười suy nghĩ nữa kìa. Thầy cô và cha mẹ phải bày ra đủ trò để kích thích tụi nó suy nghĩ. Vậy mà chỉ trong vòng 30 năm thì cuộc chơi đã thay đổi hoàn toàn. Không những là bạn trẻ ngày hôm nay thích suy nghĩ, họ gần như không thể ngừng suy nghĩ được. Nếu như không có thứ gì đó để nghĩ, để trăn trở, để xem, để nghe, để ngóng, họ sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu, right? Họ sẽ bắt đầu đứng ngồi không yên, họ suy nghĩ quá nhiều, thậm chí hiếu động thái quá, rồi bắt đầu bị mất tập trung, mất ngủ, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực và dĩ nhiên trầm cảm. Và đúng là những cái chứng bệnh hoặc là những cái thách thức khó khăn đó ngày xưa cũng có, nhưng bây giờ thì nó nhan nhản khắp mọi nơi và phổ biến rất nhiều. Vậy cái chó gì đã xảy ra với bộ não của chúng ta và những đứa trẻ trong suốt 30 năm vừa qua? Anh phải tìm được nguyên nhân, bởi vì phải tìm ra được căn nguyên của những triệu chứng đó thì chúng ta mới có thể thay đổi được triệt để và lâu dài. Đó là nguyên tắc huấn luyện của anh trong suốt hơn 10 năm qua. Và khi anh nghiên cứu sâu về chủ đề này thì anh ngỡ ngàng nhận ra là tất cả những cái bệnh lý thần kinh đó về mặt cơ bản liên hệ mật thiết với sự bùng nổ của cách mạng công nghệ thông tin và lòng tham vô đáy của giới truyền thông và quảng cáo. Thật lòng thì anh không có ý định đả kích những người làm truyền thông và quảng cáo thông qua mạng internet, nhưng nếu các bạn hiểu được những tổn thương lâu dài về thần kinh và não bộ mà những hoạt động đó gây ra cho những đứa trẻ chỉ để đổi lấy lợi nhuận, thì các bạn sẽ không thể không nỗ lực để bảo vệ những đứa trẻ ngày hôm nay. Cho nên sẵn sàng chưa? Let's go. Thứ nhất, sự ra đời của YouTube và rồi sau này là TikTok, một cuộc cách mạng về truyền thông cá nhân hóa. Nếu như ngày xưa khi anh còn bé, các bạn bật TV lên thì trên sóng chỉ có đúng 4 kênh HTV7, HTV9, BTV3, BTV1 hết. Thì ngày nay khi một bạn trẻ bật YouTube lên, các bạn sẽ có hàng triệu channel để các bạn có thể chọn và theo dõi. Và chúng ta không thể chối bỏ được cái sự đóng góp vĩ đại mà những cuộc cách mạng này mà YouTube đã mang lại cho việc phát triển và chia sẻ thông tin của cả nhân loại. Thậm chí nếu không có YouTube, anh cũng không thể chia sẻ và trò chuyện với các bạn được ngay lúc này, đúng không? Tuy nhiên, mọi sự phát triển đều đi kèm với cái giá của nó. Để duy trì được việc cung cấp thông tin miễn phí cho hàng tỷ người trên thế giới, YouTube phải có tiền. Và tiền đến từ đâu? Các bạn đều biết mà, đúng không? Từ quảng cáo. Và để trở thành một trong những công ty quảng cáo lớn nhất hành tinh này như ngày hôm nay, với doanh thu là 134 tỷ đô la vào năm 2019, thì YouTube cần các bạn phải xem video trên YouTube càng lâu càng tốt, để có thể chiếu những quảng cáo chen giữa nội dung để các bạn có thể xem. Tuy nhiên, điều này sẽ xảy ra một nghịch lý ngang trái, đó là khách hàng sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu họ đang xem một nội dung nào đó mà mình hứng thú và rồi cứ mỗi phút lại có một quảng cáo chèn ngang. Ngược lại, nếu họ không chèn được thật nhiều quảng cáo thì họ không thể có tiền và doanh thu để duy trì được YouTube. Cuối cùng thì những người làm nội dung trên YouTube với khát khao bán được quảng cáo của mình một cách mãnh liệt nhất để kiếm tiền, họ đã tìm ra một giải pháp vĩ đại. Nếu họ có thể tìm được một đối tượng khán giả đặc biệt thỏa mãn tiêu chí là có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, dễ dẫn dắt, và sẽ rất tuyệt nếu thậm chí là họ không phân biệt được là họ đang xem nội dung clip hay đang xem quảng cáo, thì đó sẽ là nhóm khán giả tuyệt vời nhất để bán quảng cáo cho họ, có đúng không? A startling new study shows a huge number of children under the age of 4 have access to a mobile device, and some of those kids started using them before they were 1 year old. We're building more competitive, more interesting environments for the consumer. This means ingesting signals they're telling us about their interests and making sure we can control what message they see next. Toronto-based ad exec has written an op-ed in the Globe and Mail saying it's time we stop advertising to children. Advertising to children has existed for so long. What's changed, though, is the amount of this advertising and the media through which this advertising comes. Historically, companies which had products aimed at kids would go toward the mothers and getting the mothers to want to buy the stuff for the kids. What happens is the companies decide to go around the mothers and go directly to the kids. Advertisers have just realized there's this huge market. There are parents who want to give their kids the best, and they're really working hard to go that angle. cuộc sống mà. Nhưng cái họ không ý thức được đó là cái giá phải trả cho việc tiếp xúc nhiều với lại ma túy rực rỡ đó trong thời gian dài sẽ bắt đầu để lại những di chứng rất đáng tiếc cho quá trình phát triển trí thông minh của trẻ. Bộ não của trẻ sẽ luôn ở trong cái tình trạng căng thẳng cao. Chúng khiến cho các neuron thần kinh mệt mỏi và đánh mất khả năng tạo những kết nối mới. Hoặc nói cách khác là khả năng học hỏi và phát triển bị thui chột. Và bộ não khi bị căng thẳng thường xuyên như vậy sẽ khiến cho trẻ rất khó bị thư giãn, khó ngủ và dĩ nhiên gây ra những rối loạn về căng thẳng lâu dài. Cuối cùng, sau khi tắt iPad đi, nếu như nó không khóc, nó không giãy đành đạch lên, quậy phá nghịch ngợm để giành ngược trở lại, thì đứa trẻ sẽ bắt đầu quay trở về cuộc sống thật. Và đứa trẻ sẽ nhanh chóng cảm thấy là cuộc đời bên ngoài màn hình iPad sao mà nó đơn điệu, tẻ nhạt, xám xịt và quá là yên ắng. Chúng thấy ngoài cái màn hình ra thì tất cả mọi thứ xung quanh đều nhàm chán. Và cái gì cũng dễ chán. Chán thế không biết. Chán quá. Cảm giác đó có quen không? Bây giờ các bạn hiểu vì sao mà ngày hôm nay nó có cái bệnh dịch đó là cả thèm chóng chán chưa? Anh Trí ơi, anh chán quá, cái gì cũng chán, học hành cũng chán, đi chơi cũng chán, câu lạc bộ cũng chán, coi tivi cũng chán, internet cũng chán, em cảm thấy chán với tất cả mọi thứ. Phải không? Đó là cái giá phải trả về mặt lâu dài. Và đó là lúc chúng ta còn nhỏ nghe. Từ khi chúng ta lớn hơn một chút thì bên cạnh việc học bằng sách vở, chúng ta bắt đầu làm việc với một siêu công cụ của thế hệ ngày hôm nay. Nó gọi là máy tính. Thẳng thắn đi, máy tính, thậm chí smartphone ngày hôm nay đã không còn là chiếc máy để tính toán hoặc là điện thoại để liên lạc nữa. Chúng ta thành một siêu công cụ để làm tất cả mọi thứ: tính toán, thiết kế, quản lý, sáng tạo, truy xuất thông tin, lưu trữ thông tin, giải trí, liên lạc, kết nối. Và không chỉ đa năng lực mà máy tính còn có thể làm tất cả những việc đó cùng một lúc. Khả năng ưu việt này của máy tính được gọi là multitasking, đa nhiệm. Và điều gì đến cũng phải đến. Sau một thời gian dài sử dụng máy tính, con người bắt đầu tin rằng mình cũng có thể multitask giống như máy tính. Chúng ta vừa nhắn tin, vừa nghe nhạc, vừa uống cà phê, ngồi trò chuyện với một người bạn cũ của mình cùng một lúc. Chúng ta ăn trưa trên bàn họp trong lúc đang thảo luận về công việc, và vẫn có thể thi thoảng check về biến động của tỷ giá ngoại tệ để kịp thời đặt lệnh mua hay bán trên thị trường Forex. Công nghệ đưa tất cả những thông tin, những kết nối trực tiếp đến tận đầu ngón tay, đến lỗ tai, đến tất cả những giác quan của các bạn, thậm chí đưa thức ăn đến tận bàn làm việc của các bạn. It's beautiful. We feel like a superhuman, like God, right? Và tất cả những điều đó đều tuyệt vời, ngoại trừ một điều. Đó là trong lúc công nghệ không ngừng cải tiến, phát triển, thì điều đáng tiếc là bộ não của chúng ta không tiến hóa kịp hoặc thay đổi cách thức vận hành truyền thống của nó. Đây chính là điều nguy hiểm nhất. Sự thật là bộ não của chúng ta không thể multitask. Chấm hết. Các bạn có thể đọc qua tất cả những nghiên cứu chuyên ngành về lĩnh vực thần kinh học và câu trả lời đều giống nhau. Có thể bên ngoài các bạn nhìn giống hệt như một siêu nhân với laptop, với sổ sketch được bật tung ra, với 3 cửa sổ vận hành tất cả những tác vụ khác nhau được chuyển liên tục, với AirPods cài tai, Smartwatch liên tục cập nhật lại tin nhắn, lịch công việc và một hộp cơm gà đang ăn từng chút từ trưa cho đến chiều. Và có thể nhìn có vẻ như bạn đang làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng bộ não của các bạn thì không. Nó đơn giản đang cật lực vùng vẫy, nhảy cóc từ việc này sang việc khác. Xin được phép đi sâu hơn chút xíu vào technical, chuyên môn một chút ha, để mình thật sự hiểu sâu sắc việc này. Đó là mỗi lần các bạn chuyển từ một tác vụ này sang tác vụ khác, ví dụ như là các bạn đang lái xe và liếc mắt xuống để trả lời tin nhắn trên điện thoại của mình, thì trong một tích tắc đó thì trước trán của các bạn sẽ phải đưa ra một mệnh lệnh để gián đoạn và deactivate, hủy tất cả những cái kết nối neuron ở thùy trán, thùy đỉnh và thùy chẩm ở bán cầu não phải, chịu trách nhiệm cho việc cảm nhận không gian, điều khiển vận động, thăng bằng và quan sát hình ảnh. Sau đó thì trước trán tiếp tục ra thêm một lệnh nữa để khởi động và kích hoạt những kết nối ở thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm ở bán cầu não còn lại để kích thích suy nghĩ logic, khả năng quan sát ký hiệu đơn sắc, khả năng ngôn ngữ, khả năng vận động tin để nhập tin nhắn trả lời. Và trong khoảnh khắc đó, về mặt bản chất, xe của các bạn chạy bằng quán tính và hoàn toàn mất kiểm soát. Dĩ nhiên, bên ngoài thì nhìn có vẻ như bạn vẫn đang lái xe và nhắn tin, nhưng thực chất bạn không hề lái xe trong cái khoảnh khắc đó. Và rồi nếu có một chướng ngại gì đó bất ngờ xuất hiện thì trước trán sẽ phải ngay tức thì deactivate tất cả những thùy não ở bán cầu não trái và sau đó ra một mệnh lệnh để kích hoạt kết nối ở bán cầu não phải để các bạn đưa ra phản ứng cần thiết. Dĩ nhiên là nếu các bạn không phản xạ kịp khi lái xe và nhắn tin thì bộ não các bạn ngay trong một tích tắc sẽ trở thành tàu hũ và khi đó nó không còn cần phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Nhưng nếu các bạn không gây ra một tai nạn đáng tiếc với thói quen liên tục nhảy cóc về những tác vụ này thì thói quen đó sẽ để lại 3 di chứng cực kỳ tồi tệ về lâu dài. Thứ nhất là sự hao tốn năng lượng cực lớn. Các bạn có để ý là mỗi lần các bạn khởi động máy tính thì cái đèn CPU nó sẽ chớp liên tục và cực nhanh không? Bởi vì đó là lúc mà CPU của bạn sẽ phải làm việc tối đa công suất để kích hoạt và khởi động những chức năng của hệ điều hành nền tảng. Tương tự như vậy, mỗi lần các bạn nhảy cóc giữa những tác vụ là mỗi lần bộ não các bạn nó phải tắt và khởi động lại. Và đó là lý do mà các bạn sẽ rất mau mệt mỏi khi phải cố gắng multitask. Chưa kể là bộ não các bạn luôn trong trạng thái căng thẳng và hoạt động hết công suất. Thứ hai, việc thường xuyên gián đoạn những kết nối trong quá trình làm việc khiến bộ não rất khó để tạo nên những liên kết neuron bền vững. Nói cách khác, các bạn học những điều mới khó hơn, chậm hơn rất nhiều, mặc dù các bạn bỏ ra rất nhiều thời gian và năng lượng. Cuối cùng, điều nguy hiểm nhất và tác hại lâu dài đối với thùy trước trán, prefrontal cortex. Đây là thùy quan trọng nhất trên đại não. Nó là thùy để kiểm soát tác vụ hay còn gọi là task manager. Thì các bạn có thể tưởng tượng nó giống như cái công tắc để quyết định xem là tắt cái gì, bật cái gì, tắt cái gì, đúng không? Và rồi các bạn có thể mường tượng được mà, đúng không? Là nếu như một cái công tắc mà các bạn cứ liên tục bật tắt nó trong một thời gian dài thì cái công tắc nó sẽ bị lờn, nhấn không ăn nữa, muốn bật không bật được nữa, và rồi nó tự động tắt khi nào mình không biết. Và thùy trước trán là thùy quan trọng nhất trên đại não, bởi vì nó chịu trách nhiệm về việc cân nhắc và đưa ra quyết định, ưu tiên và quản lý hành vi của mình. Và nếu thùy trước trán bị tổn thương hoặc bị lờn, các bạn sẽ rất dễ mất tập trung. Các bạn sẽ không có khả năng đưa ra quyết định một cách sáng suốt và cân nhắc. Các bạn không biết là mình muốn gì, cần gì. Thậm chí các bạn không làm chủ được suy nghĩ của mình nữa. Và nếu chúng ta đánh mất khả năng tư duy và dẫn dắt bộ não người của mình thì chúng ta cũng mất luôn cái khả năng để dẫn dắt bộ não thú. Nghĩa là các bạn mất khả năng để chuyển hóa và dẫn dắt những cảm xúc của mình. Và nó tạo nên những rối loạn cảm xúc, hưng cảm, trầm cảm và tất cả những bệnh lý và tâm lý cũng như tâm thần. Anh đã cố gắng hết sức để giải thích những khái niệm rất là phức tạp về thần kinh học một cách dễ hiểu nhất. Cho nên nếu bạn nào có thể sống sót tới thời điểm này thì thẳng thắn với nhau đi. Chỉ khi nào các bạn tập trung hoàn toàn vào chuyện lắng nghe anh thì các bạn mới hiểu được. Còn nếu vừa rồi tụi bay đa nhiệm thì tao chắc chắn tụi bay không hiểu tao nói gì hết. Alright. Và dĩ nhiên đây là một cách hiểu giản lược cho một người nhập môn thôi, đúng không? Nhưng anh muốn các bạn nhận ra một chân lý. Đó là những khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời của mình không đến từ một tai họa nhất thời, mà là kết quả của một hành động ngốc nghếch nho nhỏ nào đó lặp đi lặp lại, trong một thời gian dài. Và cũng vì vậy, tin mừng, đó là cách để vượt qua những khủng hoảng. Thật ra nó cũng bắt đầu từ việc điều chỉnh những hành động nhỏ, khôn ngoan, lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Wow, 3 giải pháp đơn giản nhất mà các bạn có thể áp dụng nó mọi lúc mọi nơi mà không nhất thiết phải gặp bác sĩ tâm lý và dùng thuốc an thần. 3 giải pháp của ông Quéo. Thứ nhất, chấm dứt thói quen đa nhiệm, ngừng cưỡng hiếp bộ não của mình. Nguyên tắc đơn giản nhất mà thầy anh chia sẻ về việc này, ông nói: eat when you eat, shit when you shit, don't shit where you eat and don't eat where you shit. Ăn thì lo ăn, mà ỉa thì lo ỉa, không có ỉa trong lúc ăn, và vui lòng đừng ăn trong lúc ỉa. Cho nên một nỗ lực quan trọng các bạn có thể làm và rất đơn giản, đó là tạo ra cho mình môi trường để single task và loại bỏ thói quen multitask. Làm việc với sổ thiết kế thì dẹp máy tính, còn làm việc với máy tính thì dẹp điện thoại qua một bên. Trong lúc làm chỉ mở đúng một ứng dụng, và nếu cần tra cứu thì mở ứng dụng để tra cứu. Tra cứu xong là tắt, và tập thói quen đi mây và gió. Tức là khi các bạn cần tập trung, lập tức chuyển điện thoại của mình sang chế độ máy bay để không ai hoặc không bất cứ một cái apps nào có thể làm phiền các bạn và dẫn dắt sự tập trung của các bạn. Hiểu ý anh đúng không? Trong lúc các bạn trò chuyện trực tiếp với một người nào đó thì làm ơn dập cái màn hình máy tính xuống và úp smartphone của mình lại. Đây là việc đơn giản nhất. Thứ hai, hãy sử dụng 2 câu thần chú để tập thói quen quản lý suy nghĩ của mình. Đây là một năng lực cực kỳ quan trọng và nó rất dễ để luyện tập. Khi các bạn có bất cứ một suy nghĩ hoặc băn khoăn, tò mò, lo lắng nào đó nó khởi lên trong đầu của mình thì lập tức dùng 2 câu thần chú sau đây để xử lý nó. Số 1, việc này có liên quan trực tiếp đến mình hay không? Nếu không thì việc éo gì phải xoắn. Nếu có, sang câu số 2, ngay lúc này mình có trực tiếp làm được điều gì để ảnh hưởng hay không? Nếu không, việc éo gì phải xoắn. Nếu có thì lên kế hoạch và quất nó. Anh Trí ơi, anh Trí ơi, tình hình Trung Quốc với Mỹ bây giờ nó đối đầu căng thẳng quá anh ơi. Việc này có liên quan trực tiếp đến em hay không? Không, việc éo gì phải xoắn. Có anh ơi, có, tại em là học sinh Trung Quốc, em phải plan để qua Mỹ đi du học. Vậy ngay lúc này em có thể trực tiếp hàn gắn được quan hệ Trung Mỹ hay không? Không, thì việc éo gì phải xoắn. Để cho Trump với lại Tập người ta xử lý. Có anh ơi, có, dạ bố em là bộ trưởng bộ ngoại giao của Trung Quốc. Vậy thì khi nào em sẽ sắp xếp lịch hẹn ăn tối và trò chuyện với bố của mình về vấn đề này? Và nếu em thật sự là con của bộ trưởng bộ ngoại giao của Trung Quốc thì em add friend anh trên Facebook chưa? À mà em không xài Facebook được, add anh trên Weibo nha, rồi em nhớ lưu lại số điện thoại của anh không? Rồi nếu em muốn tham gia những cái khóa học trong học viện của anh nghe, thì bọn anh có những chương trình hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho con của các nguyên thủ của những quốc gia lớn nghe. Em liên hệ trực tiếp với học viện, anh để link ở bên dưới description em nghe. Và nhớ là việc gì dễ nên làm trước, check cái link bên dưới. Đây là 2 câu hỏi thần chú để quản lý suy nghĩ của mình và không cho phép nó xà quân trong đầu và hãm hiếp cái prefrontal cortex, thùy trước trán của chúng ta thêm bất cứ một ngày nào nữa. Vì vậy nhớ 2 câu thần chú chưa? Thứ nhất, việc này có liên quan trực tiếp đến bạn hay không? Thứ hai, ngay lúc này bạn có thể làm điều gì để ảnh hưởng trực tiếp tới nó hay không? Cuối cùng, lên kế hoạch cho những khoảng thời gian cách ly với thiết bị công nghệ. Cơ bản là nếu các bạn suốt ngày chơi với những cái thằng multitask thì mình sẽ bị lây cái thói multitask của nó. Cho nên hãy plan cho mình thời gian trong ngày để có thể chơi đùa với những người bạn single task, như là sổ tay viết nhật ký, giày chạy bộ, vợt cầu lông, đàn ukulele, son nồi, cọ vẽ, phin pha cà phê, máy ảnh chuyên dụng. Và khi các bạn dành thời gian với những cái thiết bị single task đó thì dồn toàn bộ tâm trí, sự hứng thú, tập trung cho những cái tương tác nghiêm túc đó, nuôi dưỡng sự bình an và khả năng lắng nghe chính bản thân mình trong những trải nghiệm đó. Và anh nói trước nghe, đó chính là tinh túy trong nghệ thuật thiền động của người Nhật Bản, và đó cũng chính là cách hay nhất để nuôi dưỡng lại những say mê, những hứng thú của riêng các bạn. Dĩ nhiên là nếu các bạn mê thiết kế đồ họa hay là copywriting, content creations và các bạn phải làm việc với máy tính thì hãy bắt chước anh. Trong lúc mà anh sáng tác và viết ra cái nội dung bài giảng này thì tắt kết nối wifi và chỉ mở đúng một ứng dụng là Word Document để sáng tạo ra một nội dung cho bài giảng. Hiểu ý anh không? Và hãy dạy cho chiếc laptop khả năng single task, hay nói cách khác là nghệ thuật thiền động. Tóm lại, cái mà anh luôn tin là sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật phải đi kèm với sự cải tiến liên tục của giáo dục và trang bị kỹ năng và năng lực để làm chủ công nghệ, nếu chúng ta không muốn trở thành nô lệ và nạn nhân của công nghệ và sự phát triển. Cho nên, để có thể làm chủ và dẫn dắt được suy nghĩ của mình và rồi từ đó có thể kiểm soát và sử dụng những công cụ một cách khôn ngoan nhất và kiến tạo cuộc sống của riêng các bạn, thì 3 thói quen đơn giản nhất chúng ta nên luyện tập ngày hôm nay. Thứ nhất, chấm dứt thói xấu multitask, đa nhiệm. Thứ hai, sử dụng 2 câu thần chú để quản lý suy nghĩ của mình. Và rồi cuối cùng, lên cho mình thời gian để chơi đùa với những công cụ single task. Và đó chính là cách đơn giản nhất để huấn luyện bộ não và làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Và nếu tới thời điểm này các bạn đã tập trung hoàn toàn để lắng nghe và đi cùng với anh trong video clip và bài giảng này, thì anh rất mong các bạn sẽ áp dụng nó trực tiếp với công việc, với cuộc sống của mình trong những ngày tháng tiếp theo. Còn lại, động tác cuối cùng để hoàn thành một tác vụ xem video clip của ông Quéo, đó là click like, subscribe, comment để chia sẻ quan điểm và suy nghĩ riêng của các bạn, cũng như share video clip này với những người mà các bạn nghĩ là những thông điệp và chia sẻ này có thể giúp ích cho họ. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip bài giảng của tuần sau. Xin được đồng hành cùng với nhau. Cuối cùng, thẳng thắn nha, đằng sau tất cả những bài giảng, những thông điệp mà các bạn đang xem miễn phí trên YouTube, đó là nỗ lực làm việc bất kể ngày đêm, cuối tuần, lễ Tết của tất cả những bạn trong ekip sản xuất, truyền thông, của tất cả những giảng viên, trợ giảng và học viên của Học viện Work Your Power. Cho nên, nếu các bạn thật sự tâm đắc với những bài giảng và những thông điệp này, thì bên cạnh những lời cảm ơn, hành động thực tế nhất các bạn có thể làm đó là share những thông điệp và những video mà mình thật sự tâm huyết, và cùng chung tay để phát triển kênh YouTube này. Cộng đồng của chúng ta, Học viên Work Your Power, đó là giấc mơ về giáo dục mà chúng ta tin tưởng và theo đuổi. Xin được đồng hành cùng với nhau. Cảm ơn các bạn.